Tati yam bi sang khang sarat nang gạch cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Bà na ti bà ta về ramani sikha bà đăng sama iyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata we chamani sikhai đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana Veramani Sikha Badang Sama Diyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana we chamani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. A Brahmacharya Veramani Sikha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya vechamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Veramani Sikha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada vechamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura Merayamachapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sukrame jayamachappamma dathana vechamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala Vujana Veramani Sikha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikkhalappojjana vechamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha gita vadita isu karasana ma la gần thơ đề bá thạ thà ra nam mạnh phu sanh tha về ramani sikha badang sama yami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nacagita vaditavisu kadasana malagan tavile panatha janaman danavifu sanatana vechamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Ucchāsajanamaha sajanā veramani sikkhapadang samādhiyāmi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucchāsajana Mahāsayana Vejjhamani Sikkhapadang Sammādhiyāmi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang Atthangasammanāgatam Buddhabbannattam Upōsatthaṃ Imañcarattin Imañcadivassaṃ Sammadevā Avirakkhitum Sammādhiyāmi
Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atasi khabadani ubosa si varase na iman yaratan iman jidivasan sathukang katawa apmamadena sammarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hệ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dĩ vui. A mát phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tần danh tí, si lê na phô ga sàm bá đa, si lê na nịp bó tần danh tí, ta sa ma si lăng vi sô. Tha dê, người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là tặng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên nhập lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ, sa thụ. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dung. Và hoa tu sắp mà mang lăng rạc hành tu sắp bê đê hoa ta sắp mà bù ta nụ hạ vệ na sá đa sở thị phong quanh trú tê. Bao quát tôi sắp bằng mang ở lăng ra khăn tôi sắp bề đề quát ta sắp bằng hầm má nụ hóa quê nơi xa đà sở thị phong quanh trú tê. Bao quát tôi sắp bằng mang ở lăng ra khăn tôi sắp bề đề quát ta sắp bằng sông gà nụ hóa quê nơi xa đà sở thị phong quanh trú tê. Tất cả pháp báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thần thiện đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thù sa thù thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, con thành kính đảnh lễ Tri Sư Nguyên Thông cùng chư tôn đức. Dạ, Sa Thu Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp của Bụt Thầy Thâm Má trên phòng thó.
Mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 đến 1 giờ sáng. Sydney 11 đến, con xin sám hối, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, con từ mẫn, thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm ngàn năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 23, kinh Gò Mối. Dằng Mokkasutta tiếp theo, phân đoạn 117 đến 124 sẽ do thượng tọa Tề Huyền dẫn giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và con thành kính cúi đầu đảnh lễ ngài thượng tọa Tề Siêu, con kính cung thỉnh ngài từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con ạ. Nam mô Bức Thà Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm thứ bảy chúng ta nghe đoạn của bài kinh Gò Mối. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần sau của bài kinh Gò Mối. Bài kinh Gò Mối là một bài kinh ẩn ngữ rất nhiều, và những ẩn dụ này do một vị Phạm Thiên vốn là thân hữu bạn lữ của tôn giả Kumara Kassapa trong thời quá khứ bây giờ vị đó hiện ra và nói lên những cái ẩn dụ này. Và Phạm Thiên đó bảo tôn giả Kumara Kassapa hãy đi đến Đức Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này, Đức Thế Tôn sẽ giảng giải và hãy thọ trì. Thưa quý vị, khi tôn giả Kumara Kassapa đem cái dụ ngôn của Phạm Thiên để hỏi Đức Phật, Đức Phật đã giải thích tuần tự có thể được xem như là một công án tu tập của một vị tỳ kheo để đưa đến sự giải thoát. Nếu mà chúng ta nhớ được từng ẩn ngữ này là chúng ta nhớ được cái công án tu tập. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái phần chánh kinh còn lại từ phân đoạn 117 cho đến 103. Phân đoạn 124 thì chúng ta sau đó sẽ thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền vị giảng sư trong ngày hôm nay sẽ giảng giải
ý nghĩa này. Và bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn. Ôi xin mời hồi nãy vị nào? Mời cô Từ Mẫn đọc cho chánh bài học Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, con Từ Mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn dắt bài học hôm nay. Sau đây con xin đọc bài chánh văn. Kinh Gò Mối, Quang Mika Sutta, phân đoạn 117 đến 124. Bài học ngày 18 tháng 8 năm 2020. 117. Cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh. Đem then cửa lên là từ bỏ vô minh này. Then cửa là để khóa cổng lại. Vô minh trong ẩn ngữ này chỉ cho sự thiếu ý thức về sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và phương thức diệt khổ, như là chánh kiến khởi đầu cho hành giả tu tập. Hành giả cần có cái nhìn tổng quan về những gì cần giải quyết và những gì nên làm. Kinh văn: Này tỳ kheo, cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh. Đem then cửa lên là từ bỏ vô minh. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 118. Con nhái là đồng nghĩa với bực bội khó chịu. Con nhái là hình ảnh của đụng tới thời nhảy. Ở đây chỉ cho phản ứng của hành giả, một tâm trạng thường có đối với người tu tập, là phản ứng đối với sự việc xảy ra ở chính thân tâm hay hoàn cảnh xung quanh, thường là phản ứng bực bội do trống vắng, dục lạc hay khó chịu khiến tâm bị dao động. Khi chánh niệm đủ mạnh thì chỉ có ghi nhận những hiện tượng sanh diệt hơn là phản ứng. Kinh văn: Này tỳ kheo, con nhái là đồng nghĩa với phẫn nộ hiềm hận. Đem con nhái lên là từ bỏ phẫn nộ hiềm hận. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 119. Con đường hai ngã là đồng nghĩa với nghi hoặc. Con đường hai ngã là ví dụ của sự phân vân lưỡng lự hay nghi hoặc. Sẽ có một giai đoạn mà hành giả niệm không đủ mạnh và rõ để tạo nên sự phân biệt tinh sát, trạch pháp giác chi. Chính giai đoạn này với sự hiện khởi lên lẫn lộn cả tâm thiện và phiền não, tạo thành nghi hoặc. Mấu chốt là tiếp tục kiên trì nuôi dưỡng chánh niệm. Chánh niệm mạnh và rõ thì trạch pháp giác chi sẽ sanh khởi, sự sanh biệt trở nên tinh sát và nghi hoặc sẽ tan biến. Kinh văn: Này tỳ kheo, con đường hai ngã là đồng nghĩa với nghi hoặc. Đem con đường hai ngã lên và từ bỏ nghi hoặc này. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 120. Đồ lọc sữa là đồng nghĩa với năm triền cái: dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi hoặc triền cái. Đồ lọc là biểu tượng cho sao hết, cái giữ lại là cặn bã. Năm triền cái là dục tham, sân độc, hôn thụy, trạo hối và nghi hoặc, là năm thành phần phẩm tự nhiên của tâm sống dục giới. Tuy là thuộc về thô nhưng lại là những gì tồn đọng cho tới khi năm thiền chi tầm tứ hỷ lạc định được lớn mạnh đầy đủ. Những pháp triền cái này giống như những bản năng cố hữu khiến chúng sanh bị giam chân lại trong sự tu tập nội tại. Kinh văn: Này tỳ kheo, đồ lọc sữa là đồng nghĩa với năm triền cái: dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái,
trạo cử hối quá triền cái, nghi hoặc triền cái, đem bỏ đồ lọc sữa lên, là từ bỏ năm triền cái. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 121. Con rùa là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, tức thủ uẩn. Đem con rùa lên là từ bỏ năm uẩn này. Con rùa với chiếc mai rùa cứng như chiếc giáp, để đầu và bốn chân vào khi bị đụng tới, đó là ví dụ của năm thủ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức là những gì luôn đi với ái chấp, mạng chấp và kiến chấp. Hành giả cần vượt qua nếp, cần vượt qua nếp suy nghĩ cố hữu này với nhận thức sắc chỉ là sắc, thọ chỉ là thọ, tưởng chỉ là tưởng, hành chỉ là hành, thức chỉ là thức, mà không có thái độ đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Kinh văn: Này tỳ kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ uẩn này. Kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 122. Con dao phai là đồng nghĩa với năm uẩn dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Chữ Asisuna là con dao chặt thịt, vừa sắc bén và có sức mạnh để chặt đứt, ám chỉ cho khả năng chi phối của ngoại cảnh. Hành giả không phải chỉ có thách thức nội tại, chấp thủ năm uẩn, mà còn phải cẩn trọng với ngoại cảnh. Sự chi phối từ ngoại giới vốn một phần do ở thói quen nhiều đời, đó là những tấn công bất ngờ mà hành giả chỉ cần sao lãng trong giây phút là có thể bị dao động. Kinh văn: Này tỳ kheo, con dao phai là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, ý, kích thích lòng dục giận, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Lấy con dao phai lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 123. Miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham. Miếng thịt đối với nhiều chúng sanh là sự hứa hẹn của ngon ngọt ở đây. Chỉ cho hai trạng thái mà bất cứ hành giả nào cũng cần cảnh giác, là hỷ hay sự hân hoan và tham hay sự dính mắc. Mỗi mỗi sự thành tựu trong hành trình tu tập đều có dấu ấn của hỷ và ái chấp. Muốn chứng nhị thiền phải bỏ sơ thiền, muốn chứng tam thiền phải bỏ nhị thiền, đó là ý nghĩ tế nhị. Kinh văn: Này tỳ kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham, lấy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 124. Con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỳ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc. Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ. Chữ Naga trong Phạn ngữ có nghĩa là mãng xà, mà cũng có nghĩa là voi hai rồng. Tùy theo ngữ cảnh, mạch văn ở đây có thể dịch là con rồng hay lâm mạch, là sự khám phá sau cùng của hành giả chỉ cho sự đoạn tận toàn bộ phiền não, tuệ giải thoát. Hay có khi là sự chấm dứt thọ tưởng, tâm giải thoát. Đó là đích điểm cuối cùng của hành giác ngộ, giải thoát. Sanh đã tận, phạm hành đã thành, những gì nên làm đã làm. Đó là ý nghĩa của câu hãy để yên lông mặt, đừng đụng chạm tới. Kinh văn này: Này tỳ kheo, con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỳ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc. Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ. Hãy đảnh lễ con rắn hổ là ý nghĩa này.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, con đã đọc xong bài Chánh Kinh. Con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền Từ Bi Quan Hỷ giảng dạy bài học hôm nay cho chúng con. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con thành kính tri ân quý ngài, quý sư và quý đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng được nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Phật Tính, đại đức Tuệ Tri, sư Minh Không cùng sư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý phụ nữ cùng sư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Bhutang Phakkawantang Apivadini Sokkhato Phakkawata Thammo Thamma Namma Sami Supatipanno Phakkavato Savaka Sangho Sangha Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương công đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng do hộ đến chư tôn đức tăng những tôn đức cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng cái bài kinh, những bài kinh mà được ẩn dụ và xuyên qua đó để nêu bật lên cái lời giảng dạy, đây là một cái ý nghĩa, đây là một cái tinh thần hết sức là chói sáng ở trong kinh tạng mà xuyên qua lời Phật dạy. Người trí nhờ những cái ví dụ, nhờ những cái ẩn dụ mà hiểu được, thì cũng như thế Đức Phật sinh ra giữa cuộc đời, nói những gì thuộc về liên quan cuộc đời, những gì trong mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm, những gì mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm được, nói ra những điều đó, và những điều đó cũng là những điều phiền não, và từ những điều đó cũng là những điều mà chúng ta độ trừ nó. Như là bài kinh hôm nay cũng như thế, nó có cái tinh thần liên tiếp như cái bài kinh ngày hôm qua mà chúng ta đã nghe. Cho nên hôm nay chúng tôi cái đoạn giảng tiếp là từ 117 đến 124, xem như là cái đoạn kinh đó nó sẽ chấm dứt. Thì ở đây chúng ta thấy bây giờ cái then cửa được ví dụ là vô minh, mà cái then cài cái cánh cửa vô minh nó đang khép, mà khi mở cánh cửa vô minh thì minh sanh lên. Then cửa được khóa lại, đây là chúng sinh trầm luân sanh tử đau khổ. Do cái gì? Do không hiểu lý tứ đế. Mà không hiểu lý tứ đế đó, tức là không có chánh kiến để chúng ta tu tập. Cho nên ở đây, cái nhân sanh khổ và sự diệt khổ và thương phương thức diệt khổ, đó là một vấn đề mà người tu tập cần phải có nắm vững vàng, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng cứ bước vào là nhắm mắt là tu, nói như vậy là đơn giản được đâu. Mà chúng ta phải có những cái gì, chúng ta cần phải có một hiểu biết chín chắn. Nói vô minh là sự mê mờ ám muội, nhưng vô minh đó chính là gì? Bất tri khổ, bất tri diệt, bất tri tập, bất tri đạo, chính là vô minh. Tức là không hiểu biết đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường tôi đến sự chấm dứt khổ, đó chính là vô minh. Mà nếu như hành giả mà chưa sự thật quán gì như coi là hiểu biết rõ ràng về cái khổ, thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà tu tập một cách tốt đẹp được. Cho nên ở đây đối với vị hành giả là điều đầu tiên là chúng ta phải nhớ là cái vô minh đó được ví dụ như là làm cái then cài cửa, mà vô minh ở đây được xuyên qua, tức là chưa thấu rõ lý tứ đế. Mà khi nào mà chúng ta thành tựu lý tứ đế, hay là chúng ta giác ngộ lý tứ đế, không có đơn giản đâu. Đế có nghĩa là mình hiểu khổ là khổ như vậy, mà như
mà chúng ta phải có sự tu tập, có sự hành trì một cách căn bản, một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp, và nó mới 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 đạt được. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, nếu mà vô minh mà nó còn, thì tất cả những pháp đồng sanh của tham ái, của sân hận, của tiềm miên, của mạng nghi, vân vân. Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy cái ví dụ đặc biệt, khi một người mà biết có cái đủ cái người có trí mà ta cầm gươm lên, thì người ta kéo lên được một cái chốt của vô minh, thì như tất cả nó có thể đã mở ra hết. Nhưng điều mà khi mà những cái điều này chưa được giải quyết, thì không thể nào chúng ta kéo được cái mặt của mình đó, kéo cánh cửa đó. Ở đây chính là cái gì, hình ảnh tiếp tục nữa, tức là hình ảnh bực bội khó chịu trong lòng, mà đó chính là con ái, con nhái. Chúng ta đọc theo văn kinh, chúng ta thấy Đức Phật ngày hết sức tuyệt vời. Nếu chúng ta biết con nhái á, con nhái hồi xưa người ta ở dưới miền Tây ta bắt để câu á, để câu con nhái, bởi vì nó ở trên nước nó cứ nhẹ vậy, con cá nó mới tắt. Rồi nếu chúng ta khó bắt con nhái lắm, con nhái nó nhẹ nhanh lắm, dạ. Thì cũng vậy đó, thì tâm của mình đụng một cái là bực bội khó chịu, nó nặng, hay là chúng ta cứ đụng tới mình một cái là mình cảm thấy sân si, bực bội khó chịu. Thì hay là chúng ta lúc đó cái tâm sân hận, cái tâm bực bội khó chịu là một sự hủy diệt, là một sự khó chịu cho chính mình ở trong tâm, cũng như những người xung quanh cũng như thế đó. Chúng ta không thể nào mà cái sự bực bội đó, dẫu chúng ta im mặt đi, chúng ta chịu đựng trong lòng không thể hiện ra mặt mày, thì ở trong đó, lòng mình cũng nóng nảy, cũng biến động vô cùng to lớn ở trong tâm. Mà đây chính là cái sự nguy hiểm vô cùng, cái sự phẫn nộ, cái sự hiềm hận, cái tật lẫn hối trong lòng mình nó khởi sanh. Thì ở đây kính thú vị, tức là những gọi là sân phần nó đã ngự trị trong tâm ta, thì không thể nào mà chúng ta có sự tu tập, chúng ta không thể nào có một sự tu tập được, ổn định được bao giờ cả. Mà khi sự tu tập đó được tâm của chúng ta nó mát mẻ, tâm của chúng ta nó dịu hiền một chút xíu kìa, chỉ còn tâm mà tâm bực bội, tâm khó chịu, thì không thể nào mà có sự tiến tu được. Thì cũng vậy, ở đây người tu làm sao phải dằn nén cái tâm của mình. Đây là một điều mà không phải chuyện nói một chuyện, mà chúng ta phải có một sự tu tập, nó một sự kham nhẫn, một cái sự nhẫn nại. Chúng quý vị biết, càng tu lên gọi là đạo cao đức trọng, kính thưa quý vị, thì chúng ta phải càng đơn giản nhẹ nhàng, không có khó chịu, không có bực bội, không phải có như già rồi lớn rồi bắt đầu dễ nóng nảy, không phải như vậy. Nếu như vậy thì phải nói rằng chúng ta rất còn hạn cụ. Chúng ta nói đến chư tăng cũng như là tôi chư Phật tử cũng vậy, chúng ta càng hiểu Phật pháp thì chúng ta càng biết buông bỏ, chúng ta càng biết nhẹ nhàng, chứ phải càng hiểu Phật pháp và chúng ta càng nắm giữ, chúng ta càng bực bội, chúng ta càng hiềm hận, phẫn nộ với những người xung quanh, thì điều này chúng ta cũng như là con nhái, như chúng ta vẫn là một cái tính cách của con nhái, thì nó rất là khó chứ không phải là chuyện dễ. Mà nhưng chúng ta phải tập, tu là phải chịu tập như vậy. Hay hoặc ít nhất khi con nhái đó nó nhảy thì cũng nhảy vừa thôi, biết là sân, nhưng chúng ta biết buông bỏ liền, chứ không phải mà cứ tật lẫn hối đó ôm ở trong lòng, rồi bực tức, rồi hiềm hận, rồi sanh tâm oán giận, rồi sanh tâm đánh đập mắng chửi vân vân, khởi lên những cái hành động làm cho mình đau khổ, người khác cũng đau khổ khi nghe những cái tiếng khó chịu, khi thấy những hành động thô tháo vân vân. Thì ở đây ta tu thì chúng ta mới thấy được một cái giá trị hết sức là lớn lao. Mà nếu mà người tu được như vậy mà có một cái tinh thần tỉnh thức, phải chấp nhận đau thương, phải chấp nhận cái sự khó chịu của cái gì, của thời tiết, chấp nhận sự khó chịu của khách quan, của chủ quan, của thân này, của sự ngoại tiêu, của sắc pháp này, của mọi hoàn cảnh xung quanh,
trong cái sự sinh hoạt, trong cái sự diễn tiến, chúng ta không thể nào mà chúng ta được như ý mình được. Dạ. Thì chính để chúng ta loại bỏ từ từ và tu tập để mà sân tâm nó nhẹ nhàng hơn. Ở đây chính là chúng ta có cái sự kham nhẫn, hay chúng ta tu tập cái từ tâm, hay chúng ta tu tập tạo cho cái tâm của mình nó được mát mẻ, nó được hòa dịu hòa. Và hãy dặn rằng mình đừng có sân, nói nhẹ một chút xíu, nói nhẹ một chút, mình tu rồi, mình hãy tu đi, mình đừng có gây cái ác bất thiện nữa. Thì đó là những cái tâm tu, hay là những cái là mà do cái đoạn trừ được cái phẫn nộ đó là do tu tập như vậy. Thế hoặc là thôi bây giờ không cần thiết phải sân để làm gì, mình tự mình bực tức, mình gây đau khổ cho mình, tức là tự mình suy niệm một cách như thế, đó chính là một cái tu đó. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng là bây giờ chúng ta nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có quan trái với mình không có quan trái với họ, mà cái sự mát mẻ của từ tâm mình không gây đau khổ cho họ, không gây đau khổ cho mình, thì đúng như điều mà chúng ta nghĩ rằng đau thương, gây đau thương bằng lời nói hành động, hay hoặc là sự hận thù, sự bực tức, sự khó chịu đối với người là một sự nguy hiểm. Thôi, mình hãy buông bỏ, mình hãy vượt qua. Thì cách như vậy thì kính thú vị, đó chính là một phần chúng ta đỡ phải bị cái sự nguy hiểm ở trong cuộc đời này, và chúng ta cũng vượt qua được một phần của cái gì, của cái phẫn nộ, của cái niềm kích, của cái sự khó chịu, của sự bực tức. Dạ. Thì nếu mà nó được ví như hiềm hận như vậy mà chúng ta biết cái gì, biết đào lên, biết bới tung nó, tức là biết mở nó ra, buông bỏ nó ra, không còn phải chấp giữ đau khổ trong lòng nữa, thì đối với người có trí như là một người Đức Phật dạy này, kẻ có trí cầm gươm lên đào lên ý nghĩa này, là phải hiểu được một cách tận tường như thế. Trong sự tu tập là cái điều này, là từ chúng ta phải giải quyết cái sự bực bội khó chịu, chứ không ai mà giúp cho ta cả. Cũng như thế. Và rồi cả chúng sinh đó, khi mà có cái sự bực bội khó chịu thì nó cũng có dính líu đến cái gì, cái sự nghi ngờ, nghi hoặc, thắc mắc, rồi có như ác khôn lường, trắng đen liên tục, mà chúng ta không có phân biệt một cách rõ ràng. Chúng ta không có thể nói rằng trong sự tiến tu nó mang tính về bờ giải thoát. Chúng ta không nói rằng chuyện nào cũng là chuyện thiện, việc nào cũng là việc tốt chúng ta cần nên làm, lời nào cũng là người ta một việc thiện, đó cũng nghĩa là tâm Phật khởi lên, một việc lành cũng nghĩa là đó cũng là một sự tiến tu. Mà chúng ta phải biết tu cái pháp môn gì, chúng ta phải biết tu cái pháp nào mà để đoạn diệt, cái pháp nào mà nó đưa đến ly tham, nó đưa đến đoạn diệt, nó đưa đến trạch pháp, nó đưa đến hiểu biết một cách rõ ràng về ngũ quẩn, về ta, về tứ đế, về tam tướng, vân vân. Thì chúng ta phải có một sự rõ ràng, chứ không phải nào mà chúng ta có một cái sự phân vân lưỡng lự hai đường được. Thì con đường hai ngã đó, nó ví dụ cho một cái nghi hoặc. Bây giờ mình bước tới hay là bước lui, hay đứng lại, hay là con đường hai ngã không biết chọn ngã nào, thì ở đây chính là một điều mà coi như là bên tình bên lý bên nào nặng hơn, rồi bên bờ giải thoát, bên bờ coi như là chấm dứt. Chúng ta phải chọn, mà cái chọn đó chính là một cái sự dứt khoát. Nếu chúng ta chiều theo với cái trầm luân sanh tử thì đau khổ, còn nếu như chúng ta quyết một đường để trạch pháp khởi sanh, để chánh tri kiến rọi đường, thì đây chính là một cái sự phân biệt một cách rõ ràng. Một con người mà có cái sự nghi hoặc thì không bao giờ người ấy thành tựu được cho chính mình một sở đắc, một sở nguyện được. Bởi vì một sự cầu mong của họ, sự suy tính của chính họ, sự cầu mong của chính họ mà họ không có chắc chắn, thì không có chắc chắn thì ý chí và cái nguyện vọng nó không có mạnh mẽ, thì không bao giờ đạt được. Bởi vì ý chí và nguyện vọng nó sẽ dẫn người đi, nó đi đến, nó dẫn cho chúng ta đi. Thế mà ý chí nguyện vọng đúng thì đi đúng đường, ý chí nguyện vọng sai thì đi sai đường, cũng dường như thế đó. Thì bây giờ nếu như chúng ta có sự nghi hoặc thì chúng ta đi một hồi, chúng ta dừng lại và chúng ta suy nghĩ, rồi cuối cùng chúng ta cũng quay trở lại.
chứ không bao giờ mà mình có một cái chánh tri, có một cái chánh tư, chánh kiến chánh tư một cách rõ ràng rồi thì chúng ta vẫn bước mà đi. Cũng như thế đó, cái việc tu á, pháp nào là chánh pháp, pháp nào là tà pháp, nó thôi kệ, tu tập làm sao mà thiện tâm khởi sinh lên trong lòng là tốt rồi. Nhưng thiện tâm là thiện tâm như thế nào, cái sự tu tập đó làm sao mà đoạn diệt, làm sao mà những tâm nó bớt sân hận, tâm chúng ta không có bị phẫn nộ, tâm của chúng ta không bị hoài nghi, tâm của chúng ta không bị tham dục nó chi phối, thì mới đó gọi là con đường nó đúng đắn. Chứ bây giờ cứ tu mà biết mình tu rồi, coi như mà mình cứ niệm Phật, mình cứ cầu nguyện qua ngày, cứ sống tà tà rồi sao cũng được hết trơn, cuối cùng mình cũng về bờ giác thôi, không có chuyện đó đâu. Mà nó phải có quyết một con đường, một con đường vững chắc. Con đường vững chắc này, tí là con đường hai ngã, nó chính là nghi hoặc. Nhưng con đường hai ngã đó, để cho vị hành giả phải biết rõ mình đi con đường nào. Khi thiện tâm và phiền não nó khởi sinh lên, nghiệp trắng nghiệp đen, hay là cái sự sự tu tập một cách tiến thối, có những lúc chúng ta rất là tinh tấn, nhưng có lúc chúng ta rất là lười biếng, hôn trầm thị miên, hay là cảm thấy chán nản, hay cảm thấy bực bội, hay cảm thấy khó chịu, thì kính thưa quý vị, thì đây chính là một điều mà trên cái tinh thần như thế thì một người nào mà có một cái hoài nghi, có một sự thắc mắc, thì người ấy không thể nào tiến về bờ giác được. Mình tu để làm gì? Mình tu để làm gì? Có một điều thôi, mình tu để mình học. Mình học cái. Cái gì? Cái gì mà đi đến con đường chính? Và đi trên con đường chính đó để mình tiếp tục đi. Chứ nó tu là sửa. Khoan, nó tu sửa, biết cái gì mà sửa? Biết sao? Thứ nhất, tu là để học, học hiểu được cái nào cái đúng cái sai. Thì cũng như thế, hiểu biết được cái lý đúng, và từ cái lý đúng mình mới nuôi dưỡng cái gì? Cái lý tưởng, cái nguyện vọng thoát khổ của chính mình. Trên cái mà chúng ta nuôi dưỡng nó đó, nó bị một cái phiền não, nó bị một cái những cái pháp ngủ ngầm, nó luôn luôn nó vận hành, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể dễ dàng tiến bước được. Có những người rất là tinh tấn trong một thời gian ngã gục. Có những người nó nhiều khi có những người giải đãi, nhưng mà sau đó họ cũng có thể tinh tấn, họ có thể cố gắng. Thì ở đây tức là nó phải có một cái sợi dây liên kết. Có một sự, chúng ta gọi nó như một tâm niệm, như là một cái sự giữ gìn, một cái ý niệm sống của chính mình, một cái quan niệm sống của chính mình, và một cái tư duy, một cái suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. Như vậy mình mới tiến tu được. Chẳng hạn giờ không bị cái gì, không bị sự, không bị khách quan nó chi phối. Thí dụ bây giờ mình hiểu biết được con đường tu rồi, thì dầu cho nhân sự nó không phải là vấn đề nữa, một ngoại cảnh không phải là vấn đề nữa, người không phải là vấn đề nữa, chùa chừng thiền viện hay là các vị thầy nó không phải là vấn đề, mà chuyện vấn đề là của vấn đề của chính mình, cái sự tự sinh của chính mình. Mình có một cái sự hiểu biết để mình đi vững trên con đường mình đã chọn, và đó chính là có một cái gì, có một quyết định, có một ekakata, có một nhất hành tiến thẳng. Hay từ chỗ đó mà chúng ta thấy, tức là chúng ta mới có được cái gì, khi chúng ta có một cái quyết tâm, có một chánh tri kiến như vậy, thì lúc đó cái chánh niệm hay cái trạch pháp hay là cái sammacchaya nó mới khởi sinh lên được. Là như thế, tức là chúng ta phải có cái định hay cái niệm, chứ còn không thể nào mà tức là phải có một chỗ để chúng ta an trú, để có chỗ chúng ta ghi nhớ vào đó mà chúng ta tiếp bước. Chứ không phải tu coi như là cứ ngã người không sao đâu, cứ để nhẹ nhàng để tâm nó đừng có theo dõi, cứ nó đi về đâu rồi chúng ta cứ theo dõi nó đi về đó, phải vậy. Mà tâm nó phải, cái ekakata nó phải nhất hành, nó đặt định, hoặc là cái tâm nó cũng phải có cái niệm để mà từ chỗ đó mà chúng ta có cái trí tuệ nó khởi sinh lên. Thì khi không còn nghi hoặc, không còn một cái
cái sự phân vân lưỡng lự thì đối với người trí xem như là người ấy cầm gươm lên để đuổi đi một cái mà chúng ta gọi là nghi hoặc được. Mà cái thú vị nghi hoặc này nó rất là ghê, chứ phải chuyện một chuyện bình thường chúng ta nghĩ là đơn giản trong cuộc đời đó. Đến một lúc ấy, cái nghi tiền miên mà nó chi phối rồi đó, hoặc là cái do cái phiền não của chúng ta coi như là bao đời nay đó, trong thời dễ dàng chúng ta cứ như là tiến tu một chút xíu mà chúng ta có thể diệt trừ được, và mà nó phải là một sự công phu, là một sự tối luyện với mọi người. Đến một lúc chúng ta tu, chúng ta gặp những cái khổ ái với chính mình mà chúng ta không vững chắc là chúng ta sa ngã, hay không vững chắc là chúng ta buồn ngay. Tại sao tâm mình cầu tu, mình muốn tu mà lại mình không được tu, mà mình không muốn tu thì tại có điều kiện tốt cho mình, mà mình muốn tu thì lại gây khó cho mình về điều kiện, về thời gian hay là mọi thứ. Hay là mình tu xong rồi cái tự nhiên nó khởi sinh lên nhiều cái bất ổn ở trong lòng, hay là những vật xung quanh, hay là chính mình cũng vậy, mình bị nạn tai, mình bị bệnh hoạn, hay là mình bị thế này thế kia, thì tự nhiên mình cảm thấy cái sự nghi hoặc liền, cái thưa quý vị, buồn liền. Ủa tại sao như vậy? Mình cố tu mà, thì ở đây nó không có đơn giản mà cho chúng ta như vậy đâu. Chứ chúng ta nghĩ rằng coi như là chúng ta tu cái này nó coi như là nó kết quả thiện liền à? Không có đâu. Bởi vì cái sự tu tập của chính chúng ta đó mới giải quyết những gì có thể nói ngay trong hiện tại này một chút xíu. Nếu như tiền thân chúng ta có tu và cả hiện tại này thì cả hai phối hợp thì là một điều tốt đẹp. Còn nếu như tiền thân chúng ta có tu mà hiện tại chúng ta không tu, hay là hiện tiền thân chúng ta không tu hiện tại chúng ta tu, thì điều này nó lại là một vấn đề rất là nan giải nữa. Nó làm cho chúng ta hết sức là mệt mỏi. Một số người có một niềm tin đầu tiên để mà họ làm các thiện sự, nhưng họ gặp nhiều cái chướng ngại, họ buồn. Cái thứ vị của chúng tôi cũng nói với thật sự họ với họ chính là chúng ta phải siêu quán nhân quả. Chứ nếu bây giờ không phải muốn là được, như vậy thì cuộc đời này nó dễ lắm. Thế mình khởi cái tâm coi như là thiện tâm lên, mình cúng, mình kiến, mình lễ, mình bái, mình tu, cái tự nhiên mọi chuyện nó giải nghiệp hết trơn cho mình. Nên mình tu có chút xíu thì mình làm phước có chút xíu à, chứ mình giải nghiệp hết không có cái chuyện đó đâu. Nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả tre đen. Nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Tức là việc làm của chúng ta thiện ác liên tục không lường nè. Để mà giải tỏa được cho một cái nghi hoặc này, để mới vượt qua được, mới tìm về con đường, thì lúc đó chính tự thân và những người xung quanh cũng vậy. Mình cũng phải nói đến một cái chữ duyên, cái chữ nghiệp, tùy duyên thôi. Tùy theo cái nghiệp của chính mình, chứ còn không thể nào mà chúng ta cầu mong nó là một chuyện, chúng ta mong muốn nó là một chuyện, còn nó tới được và nó tới không được, và nó thuận hay là nghịch cũng là do chính chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta khéo kham nhẫn, khéo tránh né, khéo tu tập thì nó sẽ vượt qua. Mà đặc biệt đó chính là phiền não, hay là chính đó chính là cái nghiệp đen. Chúng ta đối đầu với cái nghiệp đen, đối đầu là như thế nào? Chúng ta biết chúng ta đang nghịch duyên, chúng ta đang bị quả bất thiện, hay là quả của nghiệp nó trổ. Thì khi chúng ta biết như vậy, tâm nó sanh diệt liên tục, nó thay đổi mà, thì nó vượt qua được. Chứ còn bây giờ mà cứ ngồi mà cứ buồn, cứ sầu lữ thứ mà cứ kiểu như là ôm rồi giác mang theo, coi như là nhốt giấu ở trong lòng, thì tự chúng ta hại chúng ta thôi. Chúng ta đối diện diện với chính nó, rồi tất cả cũng sẽ qua, cảm thọ vô thường. Thì đấy là những lời nhiều khi chính tự thân hay là những người Phật tử, những người thân mà gặp phải, thì kính thưa quý vị, chúng tôi cũng đều chia sẻ như vậy. Tất cả cảm thọ nó vô thường, rồi nó đi qua hết, không sao đâu. Mình phải vững tâm bước tiếp. Như vậy thì nó có một cái con đường sáng. Thế đó chúng ta không phải
không đủ khả năng như là người trí để cầm gươm, cứ như trí tuệ gươm của chánh niệm chánh định để mà sát tặc hay để mà giết cái kẻ thù nghi hoặc. Nhưng ở đó chúng ta cũng phải chọn một lựa một điều mà để chúng ta tiến, đó là một cái điều mà hiểu biết một cách căn bản về nhân quả nghiệp báo và tiến bước. Thì cũng vậy, nó cái hoài nghi này nó nhiều thứ lắm, chứ không phải nó kiểu như mà chúng ta bị nghĩ là cứ nghi tâm mình không bị dao động. Pháp môn mình tu có đúng không? Ủa mình tu như thế này có đúng chưa? Cái khả năng tích cực của mình như thế này, hay mình còn thiếu cái gì? Nó nhiều nhiều lắm quý vị. Thì lúc đó nhiều cái điều mà nó sẽ khởi lên làm cho chính chúng ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Và một cái điều nữa Đức Phật dạy tiếp nữa, ví dụ cái đồ lọc sữa nó đồng nghĩa với cái năm dục triền cái. Nếu như có thể nói rằng đồ lọc sữa nó, ví dụ như năm dục triền cái, thì chúng ta hiểu một cái điều mà phải nói tức là khi cái lọc á thì nó giữ là cái gì, nó cái lược, chúng ta gọi cái lược hay cái lọc á, mà trong lược của các sư phải có cái lược, phải có cái lọc, một trong những cái dụng cụ đó phải lọc để sử dụng cho nó không có bị cợn, nó không có bị bụi, không có bị dơ, vân vân. Thì cũng vậy đó, ở trong cuộc đời này Đức Phật ngài dùng cái đồ lược á để cho chúng ta lược đi năm cái triền cái, tức là dục tham sân độc hôn tụy trạo có nghi. Đây là năm cái điều mà ở cõi dục giới này chúng ta sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là dục cái sân độc cái hôn tụy cái hoài nghi cái và vô minh cái, nó phủ sống chúng ta. Những cái sân độc này, những cái mà chúng ta những năm cái triền cái này nó ngâm, nó che ngăn chúng ta, cái đây tức là che ngăn, nó che ngăn cho chúng ta không thấy được cái gì, cái đúng được, không thấy được cái lý của khổ, cái lý của nguyên nhân sanh khổ, cái lý của sự chấm dứt và cái lý của con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Hay là chính cái sự ngăn che này làm cho chúng ta không thấy được cái ánh sáng trí tuệ, hay là không có chánh kiến khởi sanh được. Đây là giá trị thực chất như vậy. Mà nếu như năm triền cái đó, chính vì nó làm như thế, kính thưa quý vị, chúng ta không thể nào mà có sự tiến tu được, ngay cả tu tập cả thiền chỉ, nó che khuất năm thì chi, không thể nào mà xuất hiện được. Mà khi mà nó lớn quá, nó che khuất đó, thì tâm của chúng ta năm thiền chỉ nó chưa vắng lặng, chưa đừng nói chi mà chúng ta chứng đắc cái gì. Ở đó chính là chúng sinh bị cái gì, bị nó gom, nó đẩy và nó tạo cho chúng sinh không tìm ra cái lối thoát được. Mà khi cái sự ngăn che đó mà một người trí có sự tu tập, có sự hiểu biết để vượt qua, để bước nó lên, chúng ta thấy nghi hoặc hay là đây là thành tố tự nhiên của tâm sống ở trong dục giới. Thế này, chúng ta ở sống ở trong cảnh dục, cho nên những gì mà liên quan tới cái dục, chúng ta vừa lòng cái ái, cái hỷ, khai lạc này, chúng ta rất là thích, và chúng ta rất là chịu, và chúng ta rất là ưa thích với chính nó. Thì cũng như thế trong cuộc đời này, nếu như chúng ta có sự tu tập thì chúng ta mới có sự tu tập, và chúng ta mới chấp nhận, chúng ta mới ngồi lại, chúng ta mới thí dụ như dục cái đối, bây giờ đối trị là cái gì, dục cái đối trị với sân độc cái, đối trị với hôn thì cái, đối trị với hoài nghi cái, năm cái chúng ta dùng cái gì để năm thiền chi, năm thiền cái này chúng ta đối với nhau, và chúng ta sẽ thành tựu được ít nhất cũng là các thiền chứng để đạt được tâm tứ hỷ lạc định, vân vân. Còn nếu như không đạt được các thiền chứng thì chúng ta cũng giảm nhẹ được, hay là nhờ tu tập đó mà tâm của chúng ta nó bớt đi, nó bớt che đi. Đó như hồi đầu tiên chúng ta biết, bớt như con nhái, như là cái như là con nhái, hay là như cái con đường
rồi cái then chốt vân vân. Thì nếu chúng ta tu á thì nó mới mở, nó mới sáng. Thì cái là ngăn che mà. Tham dục truyền cái do cái dục tầm cầu. Sắc đẹp tiếng hình thơm vị ngon xúc lạc rồi sân động, tức là cái sự bực bội, cái sự khó chịu, cái sự hôn trầm, cái sự thị miên, cái sự cạo cử, cái sự hoài nghi, đó chính là những cái mà như hồi nãy chúng ta vừa trình bày trên đó, nó đóng lại hết. Thì năm truyền cái này nó khởi sinh trong ta là cái chắc rồi. Và nếu như chúng ta lọc được, tức là chúng ta ngăn nó lại được, thì kính thưa quý vị, đó là chúng ta như là một người trí mà cầm thanh gươm để cắt, để bới lên được những cái điều này. Rồi Đức Phật Ngài ví dụ về cái hình ảnh con rùa là đồng nghĩa với cái năm thủ quẩn, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, sắc đồng nghĩa với năm thủ quẩn bên chúc ba đa nát, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức thủ quẩn, năm ngũ thủ quẩn, năm thủ quẩn. Chúng ta thấy khi ai thấy con rùa thì chúng ta mới thấy cái chiếc mai nó cứng cỡ nào. Khi con rùa đó, cái mai rùa đó, nó cứng để nó cái gì, khi mà con rùa đó khi có một cái chuyện gì là nó đều rút tay, rút chân, rút đầu, rút cổ vào cái mai của nó. Thì cũng vậy, nó rút đầu bốn chân vào, tức là sắc tưởng hành và thức quẩn này, nó luôn luôn tâm của chúng sinh luôn luôn ôm ấp, chấp thủ, giữ gìn, bảo giữ nó. Bởi vì khi chúng ta thấy cái ví dụ mà Đức Phật Ngài ví dụ như là năm thủ quẩn này như con rùa, chúng ta mới nhớ cái bài mà Vô Ngã Tướng Kinh đó. Sắc quẩn này là ta, sắc quẩn này là của ta, sắc quẩn này là của ta, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này, thứ này là ta, là của ta. Khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới đau khổ. Mà chính vì nó chấp như vậy, đó như cái rùa, cái mai nó rút vào, thì chúng ta mới sanh tử, chúng ta mới trầm luân, chúng ta mới đau khổ. Đó là giá trị thật đúng gì. Cho nên vì vậy, năm thủ quẩn này, nó làm cho chúng ta đi từ một cái khổ đau này, cho tới chấp từ khổ đau kia. Sắc quẩn của ta, ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai, sắc quẩn của ta, ở thọ quẩn của ta, quá khứ, hiện tại, vị lai, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn của ta, quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Rồi bên trong, bên ngoài, thô, tế, xa, gần, tốt, đẹp, xấu, vân vân. Tất cả mọi thứ nó đều là một vấn đề mà làm cho tâm của mình nó luôn luôn có một sự dính mắc. Nó đi có một cái sự, một cái gì đó mà nó tuy là thí dụ như nói trên tứ danh quẩn đi, thọ tưởng hành và thức quẩn này, những cái mà chúng ta không đụng, không đợi, không nắm, nó luôn luôn ngự trị trong tâm ta, đi từ chỗ này, đi từ chỗ nọ, đi từ tái sinh này, đi từ tái sinh kia, thì cũng là như thế thôi. Thì cũng do chính gì, cũng chính gì có chấp thủ thôi, cũng chính vì tham ái mà đưa đến chấp thủ thôi, chấp thủ của năm quẩn. Mà chính chấp thủ của năm quẩn đó mà nó bị sự vô thường, nó mất đi, chúng ta đâu có chịu, chúng ta mới cầu tầm cầu sanh hữu, nhập hữu, nó xuất hiện, nó già chết sự với cái ô não, nó liên tục cho tới ngày hôm nay. Bởi cho nên chúng ta mới chấp rằng đây là ta, đây là của ta. Cái thái độ của chúng ta, nếu như chúng ta chấp nó thì chúng ta không thể tiến bước được, chúng ta không có thể có một cái giá trị tiến tu tốt đẹp được. Và ở đây kính thưa quý vị, vị hành giả phải có một cái biết được năm thủ quẩn này rồi cũng sẽ vô thường. Năm thủ quẩn này tức là một nhóm, một đống của sắc quẩn. Quẩn là khối, là đống, khanh thác. Quẩn là khống hay là nhóm. Cái nhóm đống khối này nó chỉ hội tụ rồi nó rã tan, và nó tan biến một cách liên tục. Bởi vì chúng ta nhớ coi, coi như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, nó cũng có những ví dụ nha. Như là nước, như là bong nước đó. Thì ở đây kính thưa quý vị, thì khi mà có sự tu tập, chúng ta biết được như vậy, nó là chỉ là năm quẩn, chúng ta chấp nó là chịu chúng ta khổ. Bởi vì những cái này nó vô thường, mà năm quẩn này vô thường, thì cũng vậy. Đức Phật Ngài dạy sự tu tập làm sao mà chúng ta từ bỏ năm quẩn, chấp được năm quẩn.
là đối với người trí phải có cái sự tu tập để buông bỏ nó, phải cũng phải dùng cái lưỡi gươm của hay là cái ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của chánh niệm và tỉnh giác. Rồi tiếp tục nữa, kinh văn dạy có giao phai đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức là sắc nho nhã, sắc đẹp tiếng ngay mùi thơm vị con ngon xúc lạc khả ái khả hỷ khả lạc. Mà khi nào cái người tu mà chúng ta có một sự tu tập, có một sự từ bỏ, có một sự nhàm chán, thì tất cả mọi việc nó sẽ chấm dứt. Cũng như thí dụ như giờ khi mắt bắt lấy cảnh sắc tai như tiếng ngửi mỗi người thân xúc chạm, mà chúng ta không có bị ái tham khởi sanh, không có bị sự khó chịu, không có bị sự nghi hoặc, không có bị sự bực bội bực tức vân vân, mỗi người ngửi mùi thân xúc chạm, tất cả chúng ta chỉ cho có nó như là một cái sự diễn tiến bình thường. Mà trong tu tập á, vì ấy chỉ luôn luôn chỉ thấy như thế, chứ không có một cái gì mà bị mắt mình bị dính mắt, tai mình bị dính mắt, mà mỗi người lưỡi nếm thân xúc chạm mà bị dính mắt, mà để khả ái khởi lạc, để tham ái khởi lên, hay để khó chịu khởi lên. Ở đó có nghĩa rằng ngay khi đó vị ấy không có bị ảnh hưởng bởi những cái ngoại cảnh chi phối, mà do cảm xúc của tự thân khởi sanh lên và chạy theo nó. Và người trí hiểu biết được rằng tất cả cảm xúc này là nhân đưa đến khổ đau, nhân đưa đến cho dục tăng trưởng, cho hiềm hận tăng trưởng, cho hôn thủy tăng trưởng, cho mạng nghi tăng trưởng, bây giờ phải chấm dứt. Và cái nghĩa đó là miếng thịt đồng nghĩa với hỷ tham. Dầu cho chúng ta thành tựu được bất cứ một cảnh giới hay một cái sự kết quả tốt đẹp nào, tất cả mọi trạng thái đó nó chỉ là biết là chứ có phải là lỗ chay, chứ phải là điểm đến cuối cùng. Khi có sự thân khinh an, tâm khinh an, tất cả là do thiền chứng, hay là chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tất cả những điều đó nó đều, nếu như chúng ta tự thỏa mãn thì chúng ta không thể tiến được. Mà khi chúng ta không được thì ở đây Đức Phật nói rằng là chúng ta cũng như là bị hỷ tham, có như là như ví dụ như bài kinh lỗ cây, tu được các thiền chứng thì mới có giác cây, mới có vỏ cây, mới có giác cây thôi, mà chúng ta tự cho rằng mình cũng là chắc là tới nơi tới chốn rồi, thì người đó cũng chưa có thể tìm được, thấy được cái lỗ cây. Thì cũng như vậy, nếu như thành tựu các thiền chứng thì phải từ bỏ nó, không có bị dính mắc nó. Thì cũng như thế, miếng thịt này phải bỏ xuống, hỷ tham này phải bỏ xuống. Đó chính là một cái sự tu tập, một cái sự luyện bước quá tốt đẹp, nếu như chúng ta không bị hỷ tham chi phối. Và cuối cùng, con rắn nó đồng nghĩa với cái gì? Với cái sự diệt trừ các lậu hoặc. Thì dĩ nhiên, nếu như không đụng chạm tới cái con rắn đó nữa. Ở đây, nếu như khi mà chúng sinh đó mà chấm dứt, không còn cái sự chấp thủ, không còn cái chấp thủ về sắc thọ tưởng hành thức, một chúng sinh tu tập một cách viên mãn, không có bị hạn cuộc, không có bị dính mắc bởi các triền cái, bởi các cái tham dục, các cái sân độc, các cái hôn thụy, các cái mạng nghi, mà vị ấy tu tập vượt qua cả các tầng thiền, vượt và vị ấy an trú chứng đắc thành tựu giác ngộ niết bàn, chấm dứt sinh tử khổ đau. Mà đó, ngay khi đó đó thì lúc đó đó như là được như là con rắn hổ, bây giờ con rắn hổ đó nó đã nằm nơi đó, nó không còn cái gì nữa. Và đó chính là cái gì? Ngay lúc đó chúng ta mới gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không đời có cái đời sống sau nữa. Và câu này cũng là cái hay nè, tôi đắng để cái hay, tức lúc đó là đích đến của vị hành giả là giác ngộ, là sanh đã tận. Đúng cái câu của hãy để yên long mạch, đừng có đụng chạm tới, chính là như thế rồi. Đó là vĩnh cửu, nó là chắc chắn, nó là an toàn, nó là tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, đây là một cái bài học mà ý nghĩa rất là nhiều, cho nên chúng ta sẽ được Sư Tôn Đức Tăng quý ngài thảo luận một cách rộng rãi và đầy đủ hơn nữa. Chúng bạch Sư Tăng, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều chi sơ thất kinh, không có kính ngưỡng mong Sư Tăng sẽ thảo luận mở rộng cho được hoàn tất, cho được đúng đắn.
xin chấm dứt thời giảng thuyết. Nếu có được chia sẻ tất kính ứng mong tổ tại đại chúng quan hỷ. Kính dân Phật Phước Lành được đại đệ thích Tư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp và dân Phật Lành được các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, các vị chư thiên, các vị chư thần ở chùa nơi đây cũng chờ tất cả và ở nhà chư Phật tử, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa và con kính cùng tịnh tâm tọa tịnh đẳng điều hợp. Nam mô Bụt Tha Giá. Vụ kính trình thưa đạo tướng Minh, bạch thưa đạo tướng Siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thưa đạo tướng Siêu nghe được kính trình thượng tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thưa đạo tướng Siêu, có trước máy có nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng học Tân nghe được, xin thượng tọa trả lời cho câu thơ đầu tiên. Đại đức Pháp Dạ, dạ thưa tổ học sinh. Thưa học sinh, thường thường chúng ta học Phật Pháp, đặc biệt là ở trong Thắng Pháp Abhidhamma, thì có sử dụng rất là nhiều thí dụ. Và những thí dụ này đó cũng có thể tìm thấy đặc biệt rất nhiều ở trong Kinh Tạng và Lục Tạng. Thì thông thường có nhiều người nghĩ rằng cái thí dụ là cái gì rất là dễ hiểu, không có cần thiết lắm phải đắn đo nhiều. Nhưng mà theo thiền tọa Pháp Tân đó, thì khi mà chúng ta động vào các cái thí dụ, các cái dụ ngôn đó, thì chúng ta nên cẩn thận điều gì? Kính thỉnh thiền tọa chia sẻ với đại chúng và suy nghĩ thiền tọa về điểm này. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Tọa Tề Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Sư Nghi Tông, Đức Tề Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, thì theo con nghĩ rằng đọc ở trong kinh thì thường là, đặc biệt là trong kinh Tạng Pali thì có những cái thí dụ, cái ví dụ rất là nhiều. Và trong mỗi cái ví dụ đó thì con nghĩ rằng Đức Phật này ví dụ nó có thể là nó là do cái đặc tính của cái con vật đó. Thì như là con nhớ là ở trong trong kinh về nói về căn tham, căn sân và căn si đó. Căn tham thì tượng trưng như con gà. Rồi căn sân thì tượng trưng con rắn. Rồi căn si thì tượng trưng cho con heo. Thì cái đặc tính của mỗi cái con đó và được cái ví dụ như vậy thì con nghĩ rằng đó là cái cách mà để cho người ta có thể là cái người nghe nó có thể dễ hiểu. Đối với Đức Phật thì trong kinh Tạng thì Đức Phật ví dụ cũng nhiều cái lắm, nhiều cái, không phải chỉ có con vật, có những cái vật dụng như chẳng hạn như cái bài kinh hôm nay. Ví dụ vô minh như là một cái then cửa, vân vân. Thì những cái sự ví dụ như vậy đó, để cho cái người nghe dễ hiểu. Thật sự ra thì Đức Phật này ví dụ như vậy, nhưng mà nhiều khi rồi mình cũng có thể chưa có thể hiểu hết được hoàn toàn. Nếu mà được thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái chú giải để coi giải thích cái điều đó, các vị A Xà Lê giải thích như thế nào để chúng ta hiểu rõ hơn ở trong cái ví dụ đó. Và hơn nữa đó thì ở trong cái diệu pháp thì con nghĩ rằng các vị giảng về ví dụ pháp thì phải có rất nhiều và dồi dào về những cái thí dụ
qua mỗi cái chi pháp hay mỗi cái thuộc tính của tâm, thì cái trường hợp đó đó thì các ngài ví dụ cho chúng ta có thể dễ dàng hiểu hơn. Kinh Tạng thì cái mà có những điều đó thì chúng ta đọc qua chúng ta có thể dễ hiểu liền, nhưng mà ví dụ tạng thì nó lại càng nó khó hơn một chút, và do vậy đó thì rất là cần cái ví dụ, những cái ví dụ tương đồng của những cái đặc tánh pháp trong những cái điều mà Đức Phật ngài đã dạy. Thì theo con nghĩ rằng cái mà mình hiểu qua cái ví dụ để mà mình diễn đạt á, thì đều dựa trên kinh điển hay là dựa lên trên chú giải, thì cái đó nó mới xác thực được, và rất là cẩn thận ở trong các cái việc mà chúng ta ví dụ hiểu đó thì để cho người ta dễ hiểu hơn. Nhiều khi trong cái ví dụ của mình mà mình làm cho người ta hiểu sai hơn vấn đề, hiểu sai ý pháp, thì cái đó nó cũng rất là nguy hại cho cái điều mà chúng ta cũng truyền đạt. Vì vậy cho nên là cái ví dụ con nghĩ rằng cái gì thì dựa trên kinh điển, dựa trên chú giải, và cũng như là các cái bậc tiền bối hữu công có những cái công trình trước tác hay là công trình soạn thảo, rồi có những công trình dịch thuật đó, thì dựa trên đó thì con nghĩ rằng cái đó thì nó khó đi xa hơn với những gì mà chúng ta hiểu. Vì vậy cho nên là nếu mà không có ví dụ thì cũng khó mà hiểu hết hoàn toàn được. Thật sự ra thì có những như trong kinh thì có những đoạn, những bài kinh chúng ta đọc thì rất là dễ hiểu, không có khó. Nhưng mà có những đoạn, những bài kinh chúng ta đọc rất là khó hiểu, và do đó phải có nhiều cái nguồn để tìm hiểu thêm. Trong đó thì con nghĩ là nhờ cái chú giải, nếu những vị mà biết xem về chú giải rồi, hoặc là có những cái tác phẩm trước tác đó, trước đó của các bậc, những cái vị mà có cái khả năng chuyển đạt lại đó, thì cái điều đó con nghĩ rằng nó rất có hữu ích. Nhưng mà có một điều đó là phải rất là thận trọng, thì nếu không thận trọng thì nó sẽ bị sai lệch cái ý nghĩa đó qua cái ví dụ của mình. Con nghĩ rằng ở đây đó là cái gì mà chúng ta hiểu nó chưa rõ thì cũng không có nên 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 nên, nên nói cái đó làm gì. Còn cái gì mà chúng ta hiểu rõ rồi thì chúng ta nên nói cái điều đó. Có thể nói rằng là hiểu mà sai cái ý kinh thì nó cũng là cái làm cho cái nguy hại cho chính bản thân của mình, rồi là cho cái người mà mình muốn truyền đạt tới. Vì vậy cho nên là cái việc mà ví dụ thì con nghĩ rằng nhờ cái ví dụ đó đó mà người ta có thể hiểu được, dạ, cái người nghe có thể hiểu được rất là nhiều những cái mưu tượng đó. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng đọc ở trong kinh thì có một số vị ngày nay người ta nói là đọc ở trong kinh Tạng Pali hơi khó hiểu, vì văn thì chúng ta thấy nó lặp đi lặp lại rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc kỹ lại đó thì sự thật ra thì nó có khác một vài từ thì nó đã khác rồi, cho nên cái có và cái không nó cũng đã khác với nhau rồi. Nên nếu không xem từng kỹ từng chữ từng từ đó để chúng ta hiểu thì chúng ta thấy nó dường như là lặp đi lặp lại. Nhưng mà theo con nghĩ rằng trong Phật pháp thì cần phải tìm hiểu rất là nhiều, và nhờ cái ví dụ đó, dù là ở trong kinh Tạng hay là ở trong Di Diệu Tạng được ví dụ và giải thích đó, rộng ra thêm, thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu hơn ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu.
con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thủ trình thượng tọa pháp thân, bạch thượng tọa tuệ siêu thượng tọa có ở trước máy mà có nghe được không? Nếu mà thượng tọa tuệ siêu cần biết được kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu số 2. Bạch thượng tọa tuệ siêu ở trong 10 kiết sử thì chúng ta thấy rằng vô minh đó là cái kiết sử được nêu sau cùng và là một ở trong năm thượng phần kiết sử. Và khi mà nói đến đoạn đoạn vô minh ấy, thì có thể nói là đó là gì khó nhất một cái chặng đường sau cùng. Nhưng mà trong cái bài kinh Còi Mối đặc biệt đó, là vô minh là được thí dụ cho cái then cửa khi mà chúng ta bước vào hành trình tu tập thì mình phải vượt qua cái cửa vô minh đó, cái then cửa vô, mình phải mở cái cửa đó ra mình mới đi tới được. Thì như vậy cái chữ vô minh đó, ở trong bài kinh này có khác với cái vô minh ở trong 10 kiết sử mà chúng ta đề cập đến hay không? Ở kính thỉnh ý kiến của thượng tọa tuệ siêu. Anh đã mua bức thai chưa? Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, cái đó thì chúng ta không có không cần phải thắc mắc, bởi vì ở đây chúng ta có thể hiểu được bằng cái trí tư ở trong 10 kiết sử và vô minh đặt sơ cùng mới là tại vì như thế này, tính theo cái sự đoạn tận do bốn đạo, bốn thánh đạo thì thân kiến về ghi với công thủ là sơ khởi, do sơ đạo tức là tu đồ quần đoạn trừ, rồi kế đó là dục ái rồi sân, tư đà hàm hay là nhị đạo giảm nhẹ, và đến tam đạo ana hàm thì đoạn tận. Còn đối với ái sắc hay hữu sắc, mạng phóng vật và vô minh đó, thì cái đó đến tứ quả A-la-hán mới đoạn tận được. Do đó nói về cái sự đoạn tận kiết sử bằng thánh đạo thì phải vô minh được nêu chót, đó là diệt sau cùng, đó là chấm dứt sau cùng, đoạn tận sau cùng. Còn như ở trong bài kinh này là Đức Phật nói cái quy trình tu tập, ngài đưa cái ví dụ quy trình tu tập thì tất cả các cái giai đoạn tu tập khi mà cái then cửa là vô minh chưa được mở ra thì không có lối đi, không có lối đi về phía trước. Chính vô minh là nó che lấp lại, thì do đó chúng ta phải nói rằng là khi nói đến cái quá trình tu tập mà cái gì nó trở ngại nhất thì đó là vô minh. Cho nên ở trong bài kinh khi mà nói đến các ẩn ngữ, ẩn dụ
thì vô minh được ví dụ như cái then cửa. Chúng ta thấy rõ ràng là tu tập mà không có, chưa có đoạn trừ được vô minh thì nghĩa là chưa có phá vỡ nó bằng tuệ đó, ít nhất cũng phải là bằng tuệ quán. Dầu chưa đắc đạo quả nhưng bằng tuệ quán thì dẹp, thì ánh sáng lờ mờ cũng thấy đường mà đi. Chứ để nó tối hù như vậy, ngăn bích như vậy, đóng cửa then đóng chốt như vậy thì làm sao mà đi tới được. Những người tu tập nếu mà chú ý chút xíu thì chúng ta, thì những người đó cần phải thấy rằng là chính do vô minh nó là cái trở ngại lớn cho cái việc mà tâm được tiến hóa ở trong, trên cái con đường tu tập. Thí dụ bây giờ khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta lấy thân quán niệm xứ là đề mục hơi thở, và vì vô minh nó che khuất, cho nên cứ ngồi rồi cứ nhớ mình đã học là phải chánh niệm hơi thở, rồi thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, thì cứ biết biết như vậy, cái niệm niệm như thế đó. Nhưng mà vì vô minh nó che lấp cho nên không có samatthiya, không có tỉnh giác được, tức là không có sự nhận thức được hơi thở có sanh có diệt, tâm điều khiển hơi thở tức là danh pháp đó, cũng có sanh có diệt. Thì chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào là nhìn thấy danh sắc có sanh có diệt, đó là vô thường. Cái gì vô thường thường cái đó là khổ, cái gì khổ vô thường khổ biến chịu sự biến hoại thì cái đó là vô ngã. Sau khi nhận thức bằng trí tuệ như vậy là mới một vị đệ tử Đức Phật khi mà quán thấy như vậy sẽ sanh lòng nhàm chán, và khi đã nhàm chán thì viễn ly, ly tham, ly tham mới giải thoát. Như vậy thì khi mà mình tu thiền thì luôn luôn lúc như vậy mình phải có một cái trí tuệ sáng suốt mình mới có thể khai mở được tiếp tiếp nối. Chứ còn không thì do vô minh nó đóng đóng lại, không có mở ra trí tuệ, thì lúc giờ chỉ dậm chân tại chỗ trong cái việc tu tập. Cái đó ngao ngán lắm chú quý vị. Chúng ta tu như vậy thời gian chúng ta cảm thấy nhàm, cảm thấy chán. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2. Nam mô Bụt Thầy. Sao tôi cứ thương tỏ tuổi siêu? Mà thương tỏ tuổi siêu á, ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta thỉnh thoảng trong cái việc mà phán đoán hay là ngay cả chuyện học Phật pháp, nhiều khi mình nghi hoặc và nghi hoặc cái này nghi hoặc cái kia. Nhưng mà sư tổ có nghĩ rằng khi mà mình đang hành thiền, khi mình đang tu tập, cái nghi hoặc hay là sự lưỡng lự phân vân nó có ảnh hưởng, có cái tác động tai hại hơn nhiều, có phải như vậy không? Nó có, hay nếu mà nó có tác động tai hại thì tai hại như thế nào, và tại sao nó có cái ảnh hưởng nhiều? Xin thỉnh sư tổ quan hệ trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị.
Ở trong đời sống hàng ngày, tâm bị phóng bởi phóng vật và nó có nhiều cảnh, nhiều việc để làm, nhiều cảnh để biết. Do đó cho nên hễ hoài nghi cái này nhé, thì tâm nó hướng đến cái cảnh khác. Thành thử ra cái sự hoài nghi đó được xem như là ở trong đời sống nó đã lộn xộn, thì chúng sanh sống lộn xộn trong cái phóng vật, cái quen rồi. Cái đó kể ra thì nó cũng không có, nó đã lỡ hư rồi, nó tâm đã lỡ bị hư rồi. Nhưng mà trong lúc chúng ta tu tập đó, thì lúc đó được xem như là chúng ta đã bước vào cái lĩnh vực cần chuyên môn, lĩnh vực chuyên môn. Và nếu mà trong lúc, trong cái giai đoạn mà chúng ta cần đến lĩnh vực chuyên môn như là tu tập, và lúc đó cái sự nghi hoặc nó khởi lên, thì lúc bây giờ nó lại có cái sự tác hại là nó phá vỡ cái công trình tu tập của mình, làm bị chặn đứt lại. Hàng ngày khi mà chúng ta đi bộ, chúng ta đi tới đi lui trên con đường đó, chân của chúng ta dẫm đạp không biết bao nhiêu, là không biết mấy lần dẫm đạp trên cái cục đá nằm ở trên đường, hay là chúng ta dắt những cái cục đá trên đường. Nhưng mà cứ dẫm đạp hay là chúng ta dắt cái cục đá đó, thì nó chỉ lảo đảo rồi chúng ta lo chúng ta đi tiếp công chuyện. Thì cái chuyện đó chúng ta thấy rất là bình thường. Nhưng khi mà chúng ta đánh chiếc xe mà gặp một cái cục đá mà nó cản trở ngay bánh xe đó, thì làm cái chiếc xe dừng lại, làm chiếc xe phải dừng lại. Hoặc là nếu càng lên đó, thì chiếc xe nó mất trớn, nó sẽ lật ngang. Cho nên nó tùy theo cái trường hợp. Thời bình Nhật, thông thường chúng ta có cái sự hoài nghi, thì cái chuyện đó cũng không có cái gì, bởi vì chúng ta đã quen cái cách sống sơ bộ như vậy rồi, cái tâm nó rối như vậy rồi. Do nữa lúc đó không phải là lúc cần thiết để tiến hóa, cho nên cái chuyện đó không có cái gì. Họ cười mà họ không có đi học, họ ở nhà, có khi họ muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, muốn đi chơi thì đi chơi, có khi họ lười biếng nằm nhà cả ngày, cái chuyện đó không ảnh hưởng gì đến họ hết. Nhưng mà một học sinh, sinh viên đi vào trong lớp, trong lúc mà đang nghe thầy hay giáo sư giảng bài về cái bộ môn khó, mà ngồi đó mà tâm ngủ gục, hoặc là có cái tâm lười biếng học,
thì bắt đầu cái sự lười biếng đó, đó nó làm đổ ngã tất cả những cái tương lai của cái em đó, của cái em sinh viên đó, nó đổ ngã hết. Cho nên cái sự lười biếng, nếu mà so với một người ăn không ngồi rồi, thì cái chuyện mà họ chấp nhận cuộc đời của họ là cuộc đời đen tối, thì họ cứ ăn không ngồi rồi họ lười biếng, thì cái chuyện đó không có cái gì để bàn. Nhưng mà nếu là một người đang học tập nghề nghiệp hay là học tập chữ nghĩa để lấy được cái đạt đến cái học vị, cái bằng cấp, nhưng mà nếu người đó bữa nào mà họ lười biếng và họ ham ăn ham ngủ thì xem như là họ đã làm cho đổ vỡ cái lý tưởng của họ, cái con của họ. Cho nên nó tùy theo trường hợp, nó tùy theo trường hợp nặng nhẹ. Như ở trong kinh nói rằng là đức vua phẫn nộ là một điều không tốt, nát xa thuốc. Một người cư sĩ tham đắm dục không tốt của Phật. Thì bây giờ chúng ta đặt có vấn đề, dân chúng ở bên ngoài họ cũng nổi nóng được, tại sao cái điều đó thì lại thấy là bình thường, nhưng mà mình vì vua nổi nóng thì lại là không bình thường? Thì thưa quý vị, bởi vì ông vua cái quyền hạn lớn lắm, mệnh lệnh lớn lắm, cái lời nói quá nó ảnh hưởng lắm. Cho nên ông vua khi mà ông nổi nóng lên đó, là sẽ có người chết. Ông nổi nóng lên là ông chỉ cần hét một tiếng trảm người này là người đó sẽ bị trảm liền. Cho nên ông vua không được quyền hí ngôn, không được quyền nói chơi là một. Thứ hai nữa, ông vua không nên nổi nóng, bởi vì nổi nóng vậy là mất khôn, mất trí tuệ. Nhưng mà người dân thường ở bên ngoài đó thì họ đi nhậu nhẹt, họ đi chơi đá gà, hoặc đánh bài, trong lúc đó họ nổi nóng, họ chửi lộn với nhau, họ đánh đập với nhau cũng không sao cả. Bây giờ họ không có quyền giết người khác. Cái sự nổi nóng của họ sẽ không phải là một cái quyền lực, một cái mệnh lệnh để giết người. Nhưng mà vua ông nổi nóng thì có vấn đề, thưa quý vị, là sẽ có. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta muốn hoài nghi làm gì thì làm, bởi vì chúng ta hoài nghi không có ảnh hưởng gì cái cuộc sống chúng ta cả. Chúng ta ở không đó, chúng ta ngồi muốn nghi hoặc cái này, nghi hoặc cái kia, nghi hoặc rồi để chúng ta dốt, chúng ta chịu dốt. Nhưng mà một vị hành giả đang tu tập, đang tu tiến, nhưng mà hễ có sự hoài nghi lên là chẩn đứt lại liền, bị chẩn đứt lại liền. Cho nên ở đây nó tùy theo cái cương vị, nó tùy theo cái công việc, nó tùy theo cái hoàn cảnh mà cái đó có hại hay là không có hại. Cho nên chúng ta phải hiểu cái câu hỏi số 2, câu hỏi số 3 như vậy. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu thảo luận này, và xin kính thỉnh từ tội dân đăng trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú kính thưa thượng tọa thiền sư. Mà thượng tọa thiền sư xin hỏi thượng tọa một câu nữa rồi sau khi thượng tọa trả lời xong thì thượng tọa đi nghỉ. Bà thượng tọa thiền sư trong bài kinh này có đề cập đến hình ảnh con rắn hổ, mình thể hiểu như con rồng, hay là long bạch, hay hiểu cái gì cũng được hết, nhưng mà đại khái là cái người có trí bảo rằng hãy để yên, hãy dừng lại, để thể hiện cái lòng tôn kính đối với con rắn, con rồng hay là đối với long mạch chẳng hạn. Và ở trong nhiều bài kinh khác chúng ta có câu là một vị tu tập đến mức độ nào đó, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì nếu chúng ta hiểu ngược lại là một khi mà chúng ta chưa giác ngộ giải thoát thì chúng ta phải luôn luôn phấn đấu, phải không? Tức là chúng ta không thể ngừng nghỉ được. Chúng ta có thấy được là ở trong kinh Đức Phật ngài để khuyên chúng ta là nên tiếp tục và tiếp tục ở trong hành trình tu tập cho đến khi mà mình nghĩ rằng những gì nên làm đã làm, thì xin thỉnh thưa tọa khoan hỷ giải rõ thêm một vài ý nghĩa về điểm này, thỉnh thưa tọa. Trong cái câu thảo luận số 4, chúng tôi vẫn chưa hiểu cái mục đích của cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng hỏi là hỏi cái gì. Bởi vì ở đây câu số 4 ghi rằng câu thảo luận trong bài kinh này có đoạn này cái này thì kheo, này các thì kheo, con rắn hổ là đồng nghĩa với vì thì kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ, là ý nghĩa này. Rồi cái đoạn sau trong nhiều bài kinh khác mô tả sự thành tựu viên mãn giải thoát là những gì nên làm đã làm, phải chăng khẳng định là cho đến giải thoát thì không thể tiếp tục, không thể không tiếp tục phấn đấu. Và nếu như cái câu này chỉ tóm tắt ở trong cái câu Thượng tọa Giác Đẳng đưa lên, cho đến mức độ nào chúng ta có thể khẳng định là không cần phải phấn đấu nữa, thì cái câu này trả lời nó ngắn gọn. Là cho đến khi giải thoát và chính mình biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì khi mà biết rõ như vậy rồi, đã đến mức độ đó đó, thì
khẳng định rằng là không cần phải phấn đấu nữa. Còn ở trong mạch văn của ẩn dụ mà vị Phạm Thiên đã nói đó, thì cái này là vị Phạm Thiên đó nói chứ không phải Đức Phật nói. Là hãy để yên, nghĩa là bây giờ đó, khi mà đào cái gò mối lên, thấy cái then cửa, lấy then cửa lên, đào tiếp, cứ hãy thấy cái gì thì lấy rồi bỏ qua một bên rồi đào tiếp. Cho đến khi thấy con rắn hổ thì không còn đậu nữa mà để yên đó. Thì chúng ta chỉ nói đến chừng đó thôi là chúng ta đủ để nói rằng là thoạt đầu mình còn phải phấn đấu và tu tập để đoạn trừ những cái chướng ngại, bỏ đi những chướng ngại này và phấn đấu để dẹp trừ những cái chướng ngại khác, và cho đến khi đã đến đích giải thoát, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, không còn đời sống khác nữa, thì lúc đó vị này mới không có cái sự phấn đấu nữa. Đó là ý nghĩa để yên. Thật ra tùy theo cái bản dịch mà chúng tôi nghĩ rằng là ở trong cái bản dịch cái chỗ đó, khi nói là hãy để cho con rắn hổ yên chớ cái đụng chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ, thì ở đây thưa quý vị, cái chỗ này chúng ta phải còn xét lại. Và hơn nữa, cái ẩn dụ đó vì ông Thiên nói như vậy thì rõ ràng nếu mà phân tích ra thì chúng ta thấy là ở đây nó không có, nó không có hợp lý, nó không có hợp lý với ý nghĩa là khi mà vị tỳ kheo đã tu hành đạt đến cái sự giải thoát thì lúc đó không cần phải phấn đấu nữa. Có nghĩa là lúc đó vị đó có thể đứng yên, không làm gì nữa. Còn ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái câu dầu chúng ta cố gắng nói hãy để yên lông mạch, đừng đụng chạm tới, thì như vậy cũng nó có ý nghĩa là khi mà chúng ta thấy một vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán đạt đến sự giải thoát, vị đó được ví dụ như là một lông mạch hay là một con rắn hổ, thì hãy đảnh lễ và đừng có đụng chạm tới. Thì cái người mà đào đó thì mới đi tới cái chỗ đó gặm cái rắn hổ là khác. Còn bản thân của vị tỳ kheo là một vị tỳ kheo đạt đến
cái sự giải thoát mà được ví dụ như con rắn hổ, thì chính vị đó là như vậy, thì vị đó đảnh lễ ai, để y cho ai? Nên thưa quý vị, bởi chúng tôi mới nói rằng là trong cái bài kinh này nói ẩn dụ, thì Đức Phật Ngài giải sao chúng ta nghe vậy, nhưng mà ẩn ngữ của vị Phạm Thiên đó nói đó, chúng ta suy nghĩ chưa kịp, chúng ta suy nghĩ chưa kịp. Là nếu mà đem phân tích ra thì chúng ta thấy chẳng hạn như là đào cửa thấy con đường hai ngã, đem con đường đó lên và đào tiếp, thì con đường hai ngã làm sao mà đào lên được, làm sao lấy lên được. Cho nên cái chỗ này nha, đi phớt qua thì thôi, còn nếu mà chúng ta lấy từng điều một làm cho tặng kẻ thì chúng tôi nghĩ rằng là khó giải thích lắm. Ở trong Trung Bộ Kinh, cái bài kinh mà chúng tôi ngại giảng nhất là cái bài kinh này, cái bài kinh gồm ốt. Bởi vì những ẩn ngữ, ẩn dụ của vị Phật Thiên nói đó, cái điều này chúng ta khó mà giải thích cho nó hợp lý. Lấy cái then cửa thì được, bắt con nhái lên thì được, lấy cái do phai lên thì được. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu mà chúng ta phân tích ra thì rõ ràng là ở đây nó không thể nào mà nó có cái sự trình tự của cái giai đoạn tu tập trong bài kinh này. Cho nên trong cái câu thảo luận số 4 đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà Thượng Tọa chỉ nêu lên một câu tóm tắt, một câu tóm tắt về cái ý nghĩa là nếu như mà cho đến mức độ nào chúng ta có thể khẳng định không cần phải phấn đấu nữa, thì câu đó thì nó trở thành, nó là một câu hỏi mà chúng ta có thể trả lời một cách xác đáng. Là bình thường khi mà mình còn là phàm phu hay là bậc hữu học thì luôn luôn phải phấn đấu bởi vì còn phiền não. Nhưng mà khi đã đoạn tận phiền não rồi, đoạn tận tất cả mọi phiền não, thì lúc đó là không cần phải phấn đấu nữa. Còn nếu mà đem cái thí dụ về con rắn hổ và để yên cho con rắn hổ, đánh lễ con rắn hổ, thì trong trường hợp này nó không dính dắt gì đến cái chuyện mà sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đó là để yên. Bởi vì nếu như con rắn hổ hoặc lông mạch là chính cá nhân, chính bản thân của vị tỳ kheo đó được ví dụ, vị tỳ kheo đó được giải thoát, đắc quả giải thoát sau khi đã diệt được vô minh, tức là phá vỡ cái then cửa rồi đi tới v.v. thì trong trường hợp này thì không thể nào vị tỳ kheo đó mình hãy để yên cho mình được hết, không để yên cho mình được. Những cái câu này thì nó vướng bên này vướng bên kia, thưa quý vị. Cho nên trong cái câu, trong cái bài kinh này, chúng tôi xin lưu ý là các vị nên hiểu thông thường, nên hiểu thông thường, chứ đừng có hiểu theo cái thí dụ của việc đạo phẩm thi đó. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sư thỉnh chưa còn, thưa xin liên hệ nhé. Đại đức Phúc Tính, Đại đức Phúc Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại đức Phúc Tính nghe được, xin Đại đức Phúc Tính hoan hỷ trả lời cho cô thưa luật số 5. Đại đức Phúc Tính, chúng ta thấy rằng ngay trong đời sống hàng ngày mà con người thành công hay thất bại, mà biết hiểu về bản thân của mình thì đó là chuyện khó rồi. Nhưng mà khi mà mình đang đi trên một hành trình mà biết là cái bước đi đó, cái đoạn đường đó mình đi đúng hay đi sai đó, thì từng bước một mình biết được nó có khó hơn nhiều không? Nó khó hơn là cái biết mình hiện tại là tốt hay là xấu, nó có khó hơn không? Xin thỉnh ý kiến của Đại đức Phật Thích. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ thầy siêu tùng tọa giác đẳng, tùng tọa Minh Hạnh, cùng chư tùng tọa Tuệ Quyền, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào những cô tu nữ cùng các vị thượng nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho biết được rõ nãy giờ ở chỗ chúng tôi mưa rất là lớn, rất là khó khăn để mình nghe, nhưng cũng may mắn rằng là khi mà thảo luận chúng tôi nghe được âm thanh của thượng tọa đã hỏi. Ở trong cái câu thảo luận số 5 này nói về hiểu về cái bản thân của mình không phải là dễ, thì thật sự là đối với một người mà về cái tâm của chúng ta, cái thân ở đây thì tôi nghĩ rằng là giống như là cái tâm của mình, là những điều mình muốn, là những cái gì mà thì hiểu được là một cái điều đó nó đã khó rồi quý vị. Còn nếu mà chúng ta mà muốn hiểu rõ từng cái bước chân của chúng ta đi tới, là cái chuyện đó là khó hơn nữa. Có nghĩa là bây giờ nè, quý vị thấy rằng là theo ở trong cái bài kinh này, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đào lên, để chúng ta đào lên để mà vượt qua được mấy cái vật mà nó tầm thường. Thí dụ như là cái then để cài cửa, rồi đến con cốc, rồi đến cái miếng thịt, hoặc là cái ngã hai ngã ba ở trong đó, thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình không biết mình lấy những cái đồ đó lên để làm gì. Thì khi mà chúng ta có học ở trong cái phần giải thích, thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta tháo gỡ từng bước cái then cài cửa là vô minh, con cốc là cái sự sân hận, hoặc là đối với cái lọc nước là cái nói về để mà mình ngăn chặn những cái truyền cái. Thì thật sự ra đó, chúng tôi muốn đưa ra cái hình ảnh này đến chí vị, để cho chúng ta thấy rằng một người mà đào cái gò mối đó, mà gặp những cái chướng ngại đó, khi mà mình hiểu được cái điều này lại là một cái điều khó rồi. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống của chúng ta, từng bước chúng ta đi, hoặc là từng hành động chúng ta làm, hoặc là từng cái lời nói, từ cái từng cái sự suy nghĩ, thì nếu mà chúng ta mà muốn chọn ra đúng hay là sai, thì đây là một cái điều nó rất là khó. Bởi vậy đó, mình muốn mình hiểu đúng, mình muốn mình hiểu đúng được đó, thì chúng ta phải có một cái căn bản của Phật pháp, chúng ta phải có. Thường thường đó, quý vị thấy rằng ở thế gian đó, ở thế gian thì người ta luôn luôn người ta lấy cái gì nó trọng ở, cũng như là có một cái chuẩn mực nào đó của thế gian. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái chuẩn mực của thế gian có lúc là nó đúng và có lúc đó, thì nó sai, mà nó làm cho mình bị đau khổ.
Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta chấp vào cái những cái phong tục, hoặc là có những người người ta chấp vào những cái nghi thức, hoặc là những cái phong tục gì đó của một gia đình, nhưng mà người ta thật sự ra người ta cũng không có biết đúng hay là sai. Ví dụ như đối với đời sống tu sĩ của chúng tôi đó, chúng tôi gặp rất là nhiều cái chuyện mà thí dụ như là người ta mời đi mở cửa mã, thì hỏi vị đó, chúng tôi nói mở cửa mã là cái gì, người ta nói rằng dẫn dòng về nhà. Chúng tôi nói nếu mà cái nhà của họ mà họ không biết đường về, họ còn rành hơn mình nữa. Nếu mà thật sự ra có những cái vong linh đó, thì họ còn rành đường hơn mình nữa, mình khỏi cần mở cửa, tự động họ đi được, tự động thì họ sẽ đi về được. Thành ra đó quý vị thấy rằng có nhiều cái chuyện mình làm đó, mình không biết là mình đúng hay là sai, nhưng mà hỏi ra đó thì người ta nói rằng là thì ông bà xưa bài như vậy thì mình làm vậy. Thành ra quý vị thấy rằng, hoặc là có những người Tết mình mặc một cái bộ đồ đẹp vô, sáng mùng 1 mặc cái bộ đồ đẹp vô rồi không có dám đi đâu hết, không có dám qua nhà người ta. Hỏi sao vậy? Ta nói sợ đầu năm đầu tháng mình quay qua nhà người ta, lỡ người ta có xu cái gì người ta đổ thừa, tại vì là mình là cái người mà xông đất, xông qua đất người ta đầu tiên hết. Vậy thì tôi hỏi vậy mà mặc đồ mới đi, mặc đồ mới vô đi, từ từ trước ra nhà sau, đằng sau ra nhà trước, thì vậy thì mặc đồ mới vô chỉ bị. Thành ra có nhiều lắm, mình làm mình không hiểu, mình không hiểu rằng là cái hành động của mình làm vậy để làm chi đó. Thì thật sự ra nếu mà một người mà muốn hiểu rõ được từng cái bước chân của mình đi, hoặc là từng cái suy nghĩ, từng cái lời nói, thì chúng ta phải vừa đời và vừa đạo. Có nghĩa là chúng ta cũng phải học hỏi cái thế gian, mình coi người ta nói chuẩn mực như vậy có chuẩn mực hay không, rồi chúng ta phải tìm hiểu ở trong đạo, có nghĩa là lời dạy của những cái bậc tiền bối, hoặc là những cái bậc cổ xưa, để chỉ vị, để cho chúng ta phối hợp giữa đời và đạo, thì chúng ta mới lúc đó chúng ta mới biết được là cái lời nói này của chúng ta đó là không có hại mình, không có hại người, mà hơn nữa sẽ được tấn hóa, nói về ở trong cái đời sống tại gia mình cũng được tiến hóa, mà đối với cái đời sống tâm linh mình cũng được cái sự tiến hóa. Thì mình phải lấy theo cái chuẩn mực đó thì chúng ta mới gọi là cái người mà chúng ta đang đi, hoặc là chúng ta cũng như là cái từng bước chân, từng bước chân ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là có nghĩa là từ cái suy nghĩ, từ cái lời nói, từ những cái hành động, thì chúng ta mới chúng ta của đạo và đời, thì chúng ta mới nhận định rằng là mình có làm đúng hay không. Thì cái chuyện này thì nó cũng rất là khó, nhưng mà có thể chúng ta sẽ làm được, chứ không phải là dễ dàng. Bởi vì chúng tôi mới nói rằng là phải có kinh nghiệm của thế gian và kinh nghiệm của những bậc tiền bối, những bậc trưởng lão đó, chúng tôi là những cái bậc mà gọi là thầy ở trong giáo pháp, thì chúng ta có nương tựa nơi những cái bậc đó thì chúng ta mới thành công được. Có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu từng bước chân của chúng ta đi như vậy đúng hay là sai, do chúng ta có kiến thức để mà quyết định. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận thông số 5 mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ cái trình từ địa Phật tử. Thưa quý Phật tử, cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình khám phá. Nếu chúng ta nhìn từ một cái phương diện nào đó, lấy ví dụ như là chúng ta đi vào cuộc đời thì mình đi tìm sự thành công, mình đi tìm sự phát triển, mình đi tìm những chỗ nào đó mà mình nghĩ rằng đó là cái đích điểm sau cùng mà mình muốn hướng đến. Thì như vậy, người tu tập cũng có
một cái hành trình, và hành trình đó là quán chiếu thân tâm của mình, để hiểu về bản thân của mình và hiểu về từng cái bước đi trong sự tu tập của mình. Thứ gì trong phong thủy mà một phần của bài học ngày hôm nay giống như là một cái ví dụ về phong thủy. Khi những người mà họ nghiên cứu về phong thủy đó, họ có một cái chữ mà họ gọi nghe rất thú vị. Chúng ta thường nói rằng cái nhà này tốt hay xấu, đất này tốt hay xấu, nhưng mà người có phong thủy họ dùng chữ là cái cuộc đất. Cuộc đất, cái cuộc đất nó khác với thế đất. Cái cuộc đất á, nó là một cái sự phối ngẫu của nhiều điều kiện khác nhau. Thí dụ họ nói là tả thanh long hữu bạch hổ, hay là họ nói rằng ở trước thì nước, ở sau lưng là núi, cái ngai chẳng hạn, thì nó phải là một cái sự phối ngẫu của nhiều cái cách thế khác nhau, chứ không đơn thuần là cái gò đất, hay đơn thuần là cái hồ, hay là đơn thuần cái núi được. Và nó phải có cái đó gọi là cái cuộc đất. Thì trong cái cuộc đất á, thì nó có cái gọi là hãm địa và đắc địa. Đắc địa hay là vượng địa đó, tức là cái cuộc đất đó nó mình xây dựng hay là mình ở hay là mình chung cất cái gì đó tấn phát. Cái đó gọi là vượng địa hay là đắc địa. Và nếu mà cái cuộc đất nó xấu á, thì thật ra người ta gọi là hãm địa, nhưng mà đại khái là cái vùng đất đó nó chỉ có thì từ chỗ suy sụp đến chỗ suy sụp thôi, chứ không thể nào phát được. Thì những người mà họ tin vào phong thủy đó, họ tin rất là tin vào điều đó. Họ tin vào điều đó. Nên lúc mà mình đi khám phá thì mình phải mình đi tìm kiếm một cái vùng đất là đắc địa hay là vượng địa, đó là phải khéo. Phải đi thật nhiều. Có đôi khi những cái nơi mà nhờ quý vị quan thị chờ chị chút xíu. Thì thưa quý vị, ở trong sự tu tập nó không có đơn giản là giống như mình ăn, mình lấy cái muỗng múc một muỗng đặng bỏ miệng mình nhai và mình nói rằng cái này nó ngon, cái này nó dở. Phần đông là người phần tử khi mà đánh giá về pháp học pháp hành, họ đánh giá cái kiểu mình ăn đó. Nghe thầy này nói pháp, nghe bài pháp này hay quá, ồ cái này là hay, cái này là đúng, tôi theo. Và nghe cái kia, ồ cái đó là không hay, tôi không theo. Nhưng mà thật sự tu không phải giống như mình ăn, không phải mình lấy cái muỗng múc và ăn vô việc được. Mà tu là một hành trình, và trong cái hành trình đó chúng ta phải vượt qua rất nhiều. Và những thứ mà chúng ta sẽ đến, sẽ gặp, sẽ đối mặt, và cũng là những thứ mà chúng ta phải bỏ lại sau lưng. Ở trong cuộc đời mà chỉ là quan niệm mà tất cả là một thứ mì ăn liền, nghĩa là nấu lên bỏ miệng nhai và hết chuyện đó, thì thứ vị nó không phải là cuộc tu đâu. Tu tập là một hành trình, mà trong cuộc hành trình đó nó phải trải qua rất nhiều thứ. Chúng tôi nhớ có một lần ở chùa có một đám cưới, và ở trong nhà cả hai họ bên cô dâu chú rể đưa tân lang và tân đương đến chùa. Cô dâu rể ở chùa và lúc đó hòa thượng còn sống, thì hòa thượng có nói một câu rằng hai con còn trẻ đó nên nhớ một điều rằng hôn nhân không đơn thuần là thành công hay thất bại, hạnh phúc hay là không hạnh phúc, mà hôn nhân là một hành trình. Và trên cuộc hành trình đó, hai con phải chuẩn bị rất nhiều để có thể hiểu nhau, có thể cảm thông, có thể cùng nhau vượt qua những cái khó khăn và cùng nhau để xây dựng hạnh phúc. Lời giải hòa thượng thật ra rất là thấm thía, bởi vì người ta thường nghĩ rằng mình cưới được một người đẹp, một người ưng ý, một người vừa bụng là hạnh phúc, không đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy tức là chúng ta nghĩ rất là phiến diện về hôn nhân. Hôn nhân nó là một sự kết hợp, nó là một sự đồng hành,
và nó là sự hòa quyện giữa hai người để cùng nhau đi tới. Và trên cái hành trình đó đó, nó không phải chỉ có hoa thơm cỏ lạ, mà nó còn có gai góc, nó có những chặng đường thách thức. Ngài Chân Cha ngài nói rằng một người tu mà chưa có ba lần rơi nước mắt thì chưa gọi là có tu đâu. Đó. Chắc chắn là trong cuộc tu tập thì nó là một hành trình. Hành trình đó đó nó luôn luôn cho chúng ta thấy rằng có nhiều thứ mà phải vượt qua, và đặc biệt là những cạm bẫy. Thì ở đây cái cạm bẫy này đó, chúng ta nói từ cái con đường hai ngã là vô minh, chúng ta nói con nhái là sự phẫn nộ, chúng ta nói then cài cửa là vô minh, nói về con nhái là sự phẫn nộ, nói về con đường hai ngã là hoài nghi, vân vân. Những điều đó đó khi mà chúng ta nói trong lớp học bình thường như chúng ta đang nói tại đây đó thì không có lớn chuyện. Nhưng mà những buổi thuyết pháp hướng dẫn tu tập các vị thiền sư mà các ngài nói về những điều này thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thấm thía, bởi vì rất đơn giản, đó là những gì mà chúng ta đối diện với cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải đối diện với cuộc sống hàng ngày. Tại vì sao vậy? Lấy ví dụ thứ vị mình vào tu tập thì lúc đó mình không có điện thoại, không có internet, không có bạn thân để nói chuyện, và con người mình đã trở nên rất là nhạy cảm, rất dễ giận, rất dễ sân. Bình thường mình rất dễ nhẫn nại, nhưng nếu mình tu khó nhẫn nại lắm. Thì lúc đó cái tâm của mình nó giống như con nhái, đúng là vậy thôi. Nó nhạy cảm. Và nó nhạy cảm đến nỗi mà người ta dọn ăn lên, mà người ta chỉ dọn cho vị này vị kia, mà họ bỏ sót mình, giận dữ. Bình thường không giận như vậy, nhưng lúc đó mình rất là giận. Mà mình đang tu thiền, không phải là nhỏ mọn, nhưng mà bởi vì lúc đó là giai đoạn mình rất là nhạy cảm, mình phải hiểu. Giống con cua trên lột vỏ, hay là con rắn lột da, trong lúc mà nó mới lột da, hay là nó mới lột vỏ đó, nó mềm, thì lúc đó phải coi chừng sự bất động. Hồi nãy tôi tiểu sư có nói đến hoài nghi, sự nghi hoặc. Đời sống hàng ngày của chúng ta, thưa quý vị, đôi khi nghi hoặc nó không có quan trọng. Mà lúc mình đang lái xe, mà mình không biết là nên tiếp tục hay nên ra khỏi xa lộ, mà có rất nhiều người quý vị trên không, do cái sự lựa chọn không biết là mình nên đi ngã nào, rốt cuộc họ đụng vào giữa. Và có nhiều cái lối mà đi ra xa lộ đó, họ phải dùng những cái thứ vật cản như là cát hay là nước để họ cản, lỡ người ta đụng vào đó, người ta sẽ ít có bị chết hơn. Mà cái đó xảy ra nhiều lắm. Tại vì sao vậy? Mình đang ở cái vận tốc cao và mình phải làm quyết định nhanh chóng. Mà khi mình làm quyết định nhanh chóng, vì mình đang lái vận tốc cao, mà cái sự lưỡng lự nữa, không biết là nên vào trái được vào phải, rốt cuộc đâm vào giữa. Mà cái đó phải có xảy ra. Quý vị nào lên xa lộ đó, quý vị sẽ thấy có rất nhiều chỗ mà người ta phải để những cái vật cản trên xa lộ, mà thường là những cái thùng màu vàng để người ta chú ý. Thì như vậy cái chỗ đó, cái nghi hoặc đó, nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Và thưa quý vị, có những thứ mà nó chi phối chúng ta rất là lớn, và chúng ta không để ý. Thí dụ như là năm thú quẩn, năm dục trứng dưỡng. Năm thú quẩn là gì? Là cái gì đó mà mình tự bảo vệ chính mình. Mình tự bảo vệ chính mình đó, mình không nhìn thấy được đó. Ví dụ như là Đức Phật ngài dạy là nếu ai mà chỉ lỗi cho mình thì mình xem người đó như là chỉ cho mình một kho tàng và châu báu. Tại họ chỉ lỗi cho mình mà mình nghe được thì mình thấy xây dựng không. Chúng ta thường ai chỉ lỗi cho mình đó, mình dùng cách mình đặt mình vào trong thế thủ, mình tự bảo vệ chính mình. Và cái tự bảo vệ chính mình đó, nó khiến cho mình con rút tự giống như con rùa. Sắc quẩn lời của tôi, thọ quẩn tưởng quẩn của tôi, hành quẩn của tôi, thức quẩn của tôi. Đây là ngoại hình của tôi. Tôi phải, người ta chê tôi xấu, tôi bực mình. Đây cảm thọ của tôi, người ta đụng chạm đến tôi họ phạm. Đây là tưởng quẩn, đây là hành quẩn, đây thức quẩn của tôi, cái gì của tôi hết. Thì nó giống như con rùa mà rút lại. Thì cái người tu quá là phải rất cẩn thận, đến một giai đoạn nào đó chúng ta phải đối diện với một trường hợp là tự nhiên mình tu cái pháp đó mình thấy mình tốt lắm, nhưng mà ai mà họ chê cái pháp đó, tự nhiên mình nổi giận lên. Mình nổi giận vì mình phải minh vực cho bằng được là cái chuyện mình làm là chuyện đúng. Thì cái đó nó có vấn đề lắm, thưa quý vị. Nhưng ảnh hưởng nhiều chỗ hết đâu. Hoặc giả là Đức Phật ngài dạy là năm cái dục trứng dưỡng, năm cái dục như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nó giống như miếng thịt. Miếng thịt là gì? Là béo bở, bở. Miếng thịt là bơi gọi. Khi mà chúng ta nói đến con rắn hổ thì cũng vậy.
con rắn hổ đây Đức Phật kể ví dụ cho đạo quả, và thật ra thì như trong cái bản chú thích chưa nói tới chữ naga, ở trong tiếng naga trong tiếng Phạn là vừa là con rắn hổ mãng xà và vừa là con voi vừa con rồng. Thật ra nếu chúng tôi dịch thì chúng tôi không có dịch là con rắn hổ, chứ gì là long mạch. Dạ, tại chữ long mạch nghe nó gần với chúng ta hơn. Hãy để yên, bày tỏ lòng tôn kính ở đây tức là đấy, đó là mình hiểu là sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, và mình hãy thể hiện một cái sự trân trọng hoàn toàn với quả vị giác ngộ giải thoát đó, là thể hiện cái sự cung kính đối với long mạch đó. Thì ở đây là một bài kinh mang tính cách là dụ ngôn, nhưng trong bài kinh này lại là một bài kinh đặc biệt đề cập đến hành trình tu tập. Và trong tu tập chúng ta nên nhớ rằng có rất nhiều thứ phải vượt qua. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Dhamma. Kính trương chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, con Từ Mẫn xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác. Sa pang sumangalang galang 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 galang
Yeah.